Hello anh em nhé, chào mừng anh em quay trở lại với video tiếp theo của mình. Tiếp tục là những video soi kèo trước trận đấu. Và video này thì mình sẽ nhận định trận đấu diễn ra giữa câu lạc bộ Inter Milan và câu lạc bộ Spezia diễn ra vào lúc 1:45 ngày 21 tháng 8 2022 theo giờ Việt Nam. Trận đấu trong khuôn khổ vòng loại số 2 giải Serie A. Kèo chính của chúng ta trong trận đấu này, Inter Milan được đánh giá là kèo trên với tỷ lệ chấp cực cao lên tới 2 trái, kèo tài xỉu là 3,5. Kèo sẽ nâng lên hạ xuống tùy tình hình biến động của trận đấu. Trước khi đi vào nhận định thì anh em ủng hộ mình một like, một subscribe, bấm nút đăng ký theo dõi kênh để đón chờ những video nhận định kế tiếp của mình nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều. Inter Milan sẽ đón tiếp Spezia trên sân vận động nhà của mình, sân San Siro. Dành cho anh em nào chưa biết thì sân San Siro là sân nhà của câu lạc bộ Inter Milan cũng như là câu lạc bộ AC Milan, và nó còn có cái tên gọi khác đó là sân vận động Giuseppe Meazza. Nên cho anh em nhiều khi mà Inter hay AC mà đá sân nhà thì đều đá sân San Siro hết ha. Nhiều anh em không biết là Inter là sân nhà chung với AC bởi vì nó cùng công ty cổ phần bóng đá Milan mà ha, cùng đội bóng cùng thành phố á. Rồi, thì bước tới trận đấu này thì chúng ta thấy Inter Milan giữ một phong độ khá tốt trên tổng số 6 trận thì họ có 2 thắng 2 hòa 2 thua. Và trận đấu mở màn và debut trong cái mùa giải mới thì họ có chiến thắng 2-1 trước câu lạc bộ Lecce và có 3 điểm đầu tiên. Spezia cũng không ngoại lệ, có trận đấu mở màn với Empoli và chiến thắng 1-0 cũng có 3 điểm. Lịch sử đối đầu trước đó hai đội tuyển mùa giải trước đá 2 trận lượt đi và lượt về thì Inter Milan đều đánh bại Spezia đều cách biệt là 2 bàn. Trận đấu lượt đi đánh bại 2-0 và lượt về đá sân Spezia và chiến thắng 3-1. Mùa giải 2020-2021 thì có một trận cầm hòa là 1 đều, nhưng mà trước đó thì Inter đánh bại 2-1. Nói chung thì kèo Spezia luôn luôn là kèo giới của Inter Milan rồi. Chúng ta nhìn sơ với cái thành tích của Inter Milan mùa giải trước thì khá là đáng tiếc khi Inter Milan nhìn cái nhà đương kim vô địch cũng như là kỳ phùng địch thủ của mình đó là AC Milan lên ngôi vô địch. Nhưng mà Inter Milan cũng xếp về vị trí thứ hai sau 38 lượt trận có 84 điểm và họ cùng với lại ba cái tên còn lại đó là AC Milan, Juventus và Napoli sẽ cầm chắc tấm vé dự đấu trường C1, một trong những đấu trường danh giá bậc nhất châu Âu. Còn là về phía đội tuyển là Spezia mùa giải trước thì chúng ta thấy đó là Spezia cũng sau 38 lượt trận thì họ đứng ở vị trí 16, một vị trí thứ hạng không cao, và xém chút nữa thì họ phải xuống đấu trường Serie B để đá. Và nếu cứ đá với cái thành tích như thế này, Spezia rất có thể sẽ phải bị loại bỏ ở đấu trường Serie A mùa giải này, vì là ba đồng chí ở Serie B mùa giải trước đá rất là hay. Thực sự là danh sách đỏ có những cái tên đó là Semitana, Spezia và Spoderia là ba cái tên gọi là nằm trong danh sách đỏ sẽ bị rơi hạng mùa giải này. Nhưng mà Spezia họ cũng đã có trận debut khá tốt, có 3 điểm đầu tiên cũng là một cái bước đà đệm cho họ chạy trong cái mùa giải này. Đây, chúng ta nhìn lại cái thành tích của đấu trường Serie A. Đá một lượt trận đấu rồi. Đấu trường Serie A đá rất là chậm và mỗi một cuối tuần thì đá thường thường có 3 trận, 4 trận. Cho nên cái mùa giải Serie A kéo dài rất là lâu. Và kèo này Inter Milan chấp tới 2 trái cũng là một cái kèo khá là cao. Đấy. Đợt trải qua mùa giải giao hữu, Inter Milan đá khá là nhiều với các câu lạc bộ lớn là Villarreal này, Olympic Lyon, Lens và Lugano, 4 trận trong khuôn khổ giao hữu. Thì có những cái thành tích thực sự là cũng không tốt cho lắm khi mà họ chỉ có thắng 1 trận, hòa 2 và thua 1. Hòa với AS Monaco của Pháp, Lens câu lạc bộ thắng câu lạc bộ Lens của Pháp này. Đá với Olympic Lyon của Pháp nhưng mà đá với một đại diện của Tây Ban Nha thì thua Villarreal 4-2. Dự kiến đội hình ra quân của Inter Milan thì chúng ta có những cái tên thủ thành vẫn là Andre Onana đá cao nhất, vẫn là hai tiền đạo đó là Romelu Lukaku bản hợp đồng chuyển từ Chelsea qua, có Lautaro Martinez. Riêng Inter Milan tập trung nhiều ở khu vực trung lộ và bóng tập trung nhiều ở khu vực gọi là trung lộ tấn công, và họ lối đá sơ đồ với chiến thuật 3-4-2. Chúng ta có những cái tên thường xuyên góp mặt ở các cái trận đấu gần đây đó là cánh trái có Di Marco, có Bojic, bên cánh phải chúng ta có Calhanoglu, Dumfries, những cầu thủ khá là trẻ và nhiều khi cái tên nó có chữ Latin ấy, rất là khó đọc. Hậu vệ có ba cái tên đó là Bostoni này, Vieri và Dam Bonsio. Thủ thành bắt chính thường xuyên vẫn là Andre Onana, thủ thành người Cameroon, 26 tuổi, sinh năm 96, bản hợp đồng cũng lên tới 13,9 triệu euro. Đã từng bắt chuyển từ Africa qua đúng không? Chuyển từ lứa U19 của Ajax.
dự kiến đội trận đấu này mà Inter chấp hai trái thì thực sự là cũng rất là khó. Lịch sử thi đấu trước đó thì gần như là cũng chỉ cách biệt hai bàn là căng thôi. Chị mái được ra kèo khá là sát với kèo này, mẹ anh em tham khảo kèo tài với cái tỷ lệ chiến thắng rơi khoảng là 3-2 hoặc là 2-1 cho Inter Milan. Đấy là nhận định của mình trong trận đấu này nha. Còn anh em có ý kiến gì để lại bình luận sau video nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video kế tiếp.